kéo đi anh. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với 500 Bros Studio. Mình là Caster Hữu Nghĩa, bên cạnh mình là Caster Việt Ốp. Và chúng ta sẽ đến với cả cặp trận đấu hấp dẫn nhất ngày từ hôm nay. Được đánh giá là như vậy, diễn ra dưới cái tên đó là Heroic, cùng với đó nữa là Na'Vi. Ngày thì hôm qua thì có lẽ rằng quá nhiều bất ngờ đã diễn ra rồi. Khi mà Liquid, một trong số đội tuyển mà chúng ta gọi là Dead Team, thì họ đã đả bại được, có thể nói, một trong những cái đội tuyển mà được đánh giá rằng là cực kỳ mạnh. Có lẽ rằng không chỉ ở trong năm 2021 đâu, mà có thể gần như là xuyên suốt cái quãng thời gian mà cái tựa game CSGO hay những cái giải đấu nó được diễn ra, thì cá nhân có rất nhiều người đánh giá Na'Vi thì hiện tại là cái lab mạnh nhất mà họ đã từng được theo dõi cũng như là đừng được xem. Và ngày thì hôm qua thì Liquid họ đã tạo ra một cái cơn địa chấn khi mà hạ gục Na'Vi với tỷ số đó là 2-1, khá là bất ngờ. Và sang đến ngày thi đấu hôm nay thì đối mặt với cả Na'Vi sẽ là một Heroic không có sự phục vụ của Starven. Một Heroic mà ngày thi đấu hôm qua vị trí Borup đã có cho mình một cái phong độ cực kỳ là yếu thế hơn so với những người đồng đội còn lại của mình, với một cái chỉ số đó là -17 mạng sau 2 match thi đấu và để thua trước Gambit. Và cũng phải nói rằng đây là trận thi đấu nhánh thua rồi, không còn một cơ hội nào để có thể sửa sai nữa. Dẫu sao thì cơ hội để Na'Vi có thể chiến thắng vẫn đang được đánh giá là rất cao. Tuy nhiên rằng mọi thứ vẫn chưa thể biết trước được khi mà trận đấu chúng ta vẫn chưa được bắt đầu. Một mảnh ghép mới thì sẽ luôn luôn cần một thời gian để thích ứng, nhất là khi cái trường hợp của Borup chỉ là trường hợp tạm thời thôi. Chính xác. Bởi vì là sau khi Starven anh ấy đấy có sức khỏe bình phục thì có thể thi đấu và chắc chắn sẽ thay vị trí của cái tên Borup này rồi. Thì Borup trước đây chắc chắn là các bạn cũng đã biết là Borup đã có một khoảng thời gian thi đấu cho Heroic, sau đó thì chuyển qua thi đấu cho Mad Lion và cũng để lại được khá nhiều ấn tượng trong cái lab của Mad Lion. Bây giờ thì Borup sẽ chuyển về thi đấu cho Heroic trong một khoảng thời gian Starven đang có một số vấn đề về sức khỏe. Một trận thi đấu giữa Na'Vi đối với Heroic thì không biết anh Hữu Nghĩa đánh giá sao khi đây là hai nhà vô địch của ESL Pro League. ESL Pro League season 13 với 14. Xác. Rất liền kề với nhau. Thì nếu mà chúng ta hãy xét về ESL Pro League season 13 đi, trước đó đi, thì cái thể thức thi đấu nó là online. Và đương nhiên rồi, những đội tuyển mà có cái biệt danh là onliner như Gambit, như Heroic sẽ rất mạnh ở những giải thi đấu đó. Thì Heroic đã vô địch và đánh bại Gambit tỷ số là 3-2. Còn ở giải thi đấu ESL Pro League season 14 cũng chỉ diễn ra cách đây vài tháng thôi, thì Na'Vi đăng quang và thể thức thi đấu của nó đó là online. Online và online rất khác biệt. Và ở giải Blast lần này, Blast cuối năm, thì thể thức thi đấu là online. Vậy thì đương nhiên rồi, đội có lợi thế hơn là cái tên Na'Vi. Còn Heroic họ đang có quá nhiều cái sự bất lợi đến dành cho Heroic, như là Starven thì có vấn đề về sức khỏe, Borup thay vào, sau đó thể thức thi đấu nữa, cũng như phong độ gần đây của Heroic. Thì chúng ta để thấy là ở những cặp trận đấu gần đây Heroic đối đầu với Na'Vi thì đa phần đều thua hết. Cũng khá là đồng tình với quan điểm mà anh Hữu Nghĩa đã đưa ra. Dẫu sao thì Na'Vi họ là một trong những cái đội tuyển đánh giá khá là mạnh, và ở trong cái năm 2021 này thì tất cả lần Na'Vi đối đầu với cả Heroic ở trong những trận bo 3 hay là bo 1 đi chăng nữa thì đều là chiến thắng dành cho Na'Vi thôi. Và Heroic họ cũng chỉ có 4 map chiến thắng, sau đó là 15 map thi đấu với Na'Vi, và đó là một con số mà nó chênh lệch thực sự là quá rõ ràng. Vâng, dẫu sao thì cơ hội để Na'Vi vô địch trong giải thi đấu lần này nó cũng đang là khá lớn. Nhưng trước hết thì họ sẽ cần phải vượt qua một cái đối thủ có lẽ rằng không hề dễ chơi chút nào, đó là Heroic. Và tạm thời thì 3 map thi đấu của chúng ta sẽ là map Mirage, Nuke và Overpass. Mirage thì được pick bởi các viên bên phía team Heroic, một điều mà có lẽ không quá là bất ngờ khi mà lối chơi của Heroic ở bên phía Cityside thực sự là làm mình cực kỳ ấn tượng vì cái khả năng đi đẩy của họ của anh chàng T-Seed như Refresh. Còn đối với Na'Vi thì đây đã được đánh giá là một trong số những map mạnh nhất của họ trong năm 2021 rồi. Sang đến map thi đấu thứ hai là map thi đấu Denuk, một map thi đấu mà Na'Vi thì
không phải nói quá nhiều nữa, còn đối với Rick thì chưa bao giờ là một map thi đấu mà họ không dám tự tin ở đối đầu bất kỳ một đối thủ nào cả. Và map thi đấu thứ ba là map về Overpass, một map mà em nghĩ rằng nó khá là cân, nhưng mà nó lại được chọn vào map thi đấu thứ ba thì nó cũng là một điều khá là dễ hiểu thôi. Tuy nhiên rằng là Heroic họ sẽ cần phải cố gắng ở map thi đấu đầu tiên để có được cái lợi thế dẫn trước, và sau đó thì nếu ăn được map núp thì có thể là 2-0. Nhưng mà em nghĩ cái câu chuyện đấy nó sẽ khá là khó để xảy ra, và một tỷ số 2-1 cho Navi đang là dự đoán của mình. Còn đối với anh Nghĩa thì sao? Anh cũng đang nghĩ là tỷ số nó sẽ nhanh hơn một chút, đó là 2-0 cho Navi, và sẽ là 16-8, 16-9 ở hai map thi đấu. Còn nếu mà xét về một ngày thi đấu này nhá, trận đấu giữa NIP diễn ra cùng với bên phía của G2 rất hấp dẫn, tỷ số 2-1 cho G2, nhưng mà NIP cũng thi đấu một cách đầy quả cảm, mặc dù Oppo chính gọi Divine không tham gia thi đấu. Còn ở trận đấu thứ hai, cuộc đại chiến cũng rất hấp dẫn diễn ra giữa Vitality cùng với đó là những ngôi sao đỏ Gambit, thì thành viên phía Vitality giành chiến thắng, đó là tỷ số là 2-0 trước đối thủ của mình, hình như Gambit không nhỉ? Gambit chưa. Vitality thì đối đầu với cả Astralis. À chết nhầm. Ông này cứ nhầm anh em ạ, nhầm. Anh em thông cảm, nói chung là Hữu Nghĩa thì dạo gần đây cũng có một chút cái vấn đề nhầm. Về trí nhớ, đội nào yếu quá thì không nhớ. Nhưng mà cái đội đấy vẫn còn bán à? Đội đấy tưởng là tao lâu rồi hóa ra vẫn còn bán. Vẫn còn bán. Công nhận đội đấy phải công nhận rất kiên trì anh em ạ. Tôi không phục cái tính kiên trì của cái đội tuyển đấy. Đó. Thế là thua 2-0 đúng không? Đó, thua 2-0 thôi. Thua mà vẫn bắn ra. Cơ bản là em cũng quay ra quay vào cái thôi thì thấy một cái đội tuyển sao đỏ nào đó thì họ đã xuống dưới nhánh thua rồi, và trông có vẻ là chuẩn bị xuống dưới nhánh thắng, nhưng mà ở trong cái giải đó giải đế pot. Thế mà anh mới bất ngờ ấy, tôi cũng rất bất ngờ. Bởi vì bảo hôm qua Gambit vừa mới bắn xong, vừa mới tăng ngay cùng Eric mới lại bắn tiếp. Hóa ra là sao đỏ nhưng mà lại sao cụt. Sao cụt. Nói chung là mọi thứ nó đã diễn ra xong rồi, Vitality cũng đã vào nhánh thắng rồi, Astralis thì cũng gọi là lèo tèo đi về nhánh thua. Và những cái đối thủ Astralis ở trong cái thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ là khá là khó nhằn, khi mà Astralis thì lại đối đầu với NIP, nhưng lần này thì không phải là cuộc đụng độ giữa Divine và những người đồng đội cũ nữa, và đó sẽ là một cái lineup mà NIP luôn không hề có một cái sự hỗn tạp nào mà Astralis đã từng có. Nhưng mà dẫu sao thì đấy là cái câu chuyện của ngày mai, và câu chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ đón chờ một Navi với cả Heroic, họ sẽ đưa lên cho chúng ta một cái trận thi đấu nó căng thẳng, nó hào sảng, và đúng tính chất của một trận thi đấu mà rất nhiều người đang mong chờ. Tạm thời thì trận đấu chúng ta đang chuẩn bị được diễn ra, khi mà ban tổ chức cũng đã thông báo rằng là tất cả các player đã ở trong server rồi, và cũng chỉ chờ đợi một tín hiệu nhanh thôi thì nó sẽ quay trở về với cả map thi đấu Mirage thôi. Và trong cái khoảng thời gian này thì hy vọng khoảng tầm 2 giờ kém thì anh em có thể gửi cho 500 bros chúng tôi, đó là những cái lá cỏ, những cái lượt like, lượt chia sẻ cũng như là lượt follow trên kênh Nemo cái chéo 500 bros để cái livestream này được biết đến bởi nhiều người hơn, cũng như rằng là thu thập một số lượng người, một số lượng đông đảo người xem vào xem Navi chuẩn bị để thua. Thế nên rằng là hy vọng anh em có thể gửi cho 500 đốt, đó là những cái lá cỏ. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ đã khung giờ đó là 2 giờ sáng rồi, và có khoảng 18.000 anh em ở trên kênh sóng của Nemo gạch chéo 500 bros đang ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cả trận đấu diễn ra giữa Navi cùng với đó là cái tên Heroic, một trận đấu thể coi là siêu kinh điển. Và tiếng nhạc đã lên đồng nghĩa một việc là trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tất cả các bạn hãy ngồi yên cũng như tập trung vào trận đấu Heroic cùng với đó là cái tên Navi. Và Piston Round chúng ta đã bắt đầu được diễn ra rồi. Navi sẽ khởi động bên phía City Side trước, một điều khá là dễ hiểu thôi, khi mà Rick đây là map pick của họ. Và chúng ta thể thấy rằng là Navi ở trong round thế này đang bắn đến tất 3 người khu vực bom xe B Electronic, với việc là chỉ có cho mình một cái giáp 1 thì cũng đã được bút lên góc khá là đẹp rồi. Còn đối với cả Heroic có vẻ như họ đang muốn đánh vào cụ bom CB, bắt đầu bóp những quả flat để giạt ra cùng với nhau. Perfecto trả ra quả smoke, beat ở đây cũng gây những cái sự khó chịu, thì nằm xuống ngay rồi. Electronic cũng như Perfecto mỗi người đổi được một mạng, tuy nhiên rằng Perfecto cũng đã ra đi cái bố lúc đổi mạng thành công, khi mà có vẻ như Electronic mãi bây giờ mới có người biết đến vị trí của anh ta thì đã làm đến tận 3 mạng rồi. Sút ở đây còn chỉ một mình mà thôi, câu chuyện đang trở nên là quá khó khăn khi mà ở đâu cũng có địch. Và quả C4 nó đã rơi thì câu chuyện có lẽ sẽ là 1-0 cho Navi mà thôi. Có thể thấy rằng ở trong ngày thi đấu hôm qua cũng như ngày thi đấu hôm nay
thì những cái round thi đấu Pistol Navi họ đang gần như là trên cơ tất cả những đội tuyển, cả Liquid và ngày đầu hôm nay Heroic cũng không phải là một đối thủ mà Navi nán ở trong những cái round rụng. Một round đầu mà Papatronic đã làm hết rồi. Cái khả năng bắn USP của Papatronic vẫn luôn là một cái gì đó cực kỳ khác bọt. Và đương nhiên tỷ số là 1-0 cho Navi. Simple bắn cho mình một khẩu M4A4. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Simple bắn lại khẩu 4A4. Đại thường chỉ thấy cái tên Beat thôi, hay là Perfecto. Còn Simple cũng đã áp dụng cái meta mới này này, bắn cho mình khẩu M4S. Một tình huống bắn chủ động Electrolyte và bắn yếu được cái tên vị trí của anh chàng Sút ở khu vực Era. Đang là một lợi thế dành cho Navi khi đây là một round đấu mà Heroic Eco. Chỉ là tình huống hốt Eco đến từ Navi thôi. Rõ ràng một round thi đấu gần như là auto win đến từ gần biên bên phía team Navi. Chả có cái cơ sở gì mà Heroic có thể chiến thắng ở trong cái match thi đấu này cả. Hốt mạng là cực kỳ nhanh chóng và với việc có cho mình 4 khẩu rifle như này thì round sau vẫn có thể chơi ổn. Nhưng mà bây giờ Navi họ đã rơi mất đó là khẩu M4 rồi. Perfecto bắt đầu đẩy ra, Perfecto cũng đã ra đi, cái cây lần trong tay là khẩu M4 một hào. Một khẩu M4 nó đang trở thành một cái vũ khí quá là nguy hiểm đi. Và DE trên tay của Refresh hoàn toàn có thể tạo ra một cái sự đột biến. Mặc dù Beat cũng như là Electronic đang chọn những góc đứng giữa đường và cương skill như thế này thì cái khả năng Heroic có thể đặt tâm và có mạng sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà như các bạn đã biết, một round Eco Heroic không hề có giáp mà những cái khẩu rifle này bắn vào người thôi thì cái tâm nó sẽ giật lên trên đằng đầu. Mọi thứ nó vẫn là ổn đối với cả Navi. Tuyên rằng mất súng ở trong round thi đấu này là điều không cần thiết, mất thêm một khẩu pha mát nữa. Nhưng mà cây đần đổi mạng thành công. Dẫu sao còn đó là Electronic cũng như là Boom Big. Tôi không nghĩ là Heroic có thể thắng được round thi đấu này. Tuy nhiên với việc Navi họ để thua một round thi đấu anti-eco mất tận 3 khẩu súng như này thì đã là một cái thất bại của họ rồi. Chính xác là thắng một round anti-eco mất đến 3 súng. Bomb Beat rất điểm đi cây điền, rất khó khăn cho cây điền, cái anh ấy không có giáp. Ăn đạn vào người thôi tâm sẽ lật. Và rất khó để có thể đáp trả lại, trả đam lại cái tên Bomb Beat. Và tỷ số là 2-0 cho Navi. Round đầu tiên thì diễn ra một cách khá nhanh và nhẹ nhàng, dễ thở cho Navi. Còn round đầu thứ hai thì nó chật vật, vất vả. Mất 3 súng. Round đầu sau thì đương nhiên nó sẽ là Kira của cả hai đội. Có vẻ như đang có một cái chút sự cố dành cho vị trí của Simple. Nhưng mà trọng tài cũng như là đội kỹ thuật cũng đã ra rất nhanh để hỗ trợ cho các cùng xem lại. Trong tay chỉ là những khẩu DE mà thôi. Tuy nhiên rằng có thể thấy hai khẩu DE mà vào trong cái tập trung bắn hai viên vào đầu thì nó cũng là một lượng đam vô cùng khủng khiếp. Có vẻ như đang có vấn đề về mic rồi, khi mà Simple cũng đang có những cái tình huống phải đi test lại cái mic in game của mình. Ra thiếu sau thì Navi họ sẽ cần phải chơi 150% sức lực của mình hơn so với cái round thi đấu trước đó để tránh những cái tình huống mà mất súng đáng tiếc, hay thậm chí nói một cách khác thì để có thể giành chiến thắng được, khi mà chúng ta luôn biết rằng Heroic với việc mà round trước họ eco trắng thì round này sẽ có AK giáp 2 đầy đủ thôi, có thêm cả những quả bom nữa. Và Navi họ đang bị đẩy vào thế cũng khá là tiến thoái lưỡng nan. Đây là map pick của Heroic. Và đương nhiên rồi, Heroic đang rất cần cho mình một cái chiến thắng. Bởi vì nếu như họ để thua thì kịch bản ngay từ hôm qua khả năng cao sẽ được tái diễn lại. Khi thua trên map pick của chính mình và sau đó cái map pick của đối thủ thì sẽ là đi luôn. Khá bất ngờ khi trong cái cặp trận BO3 này Navi pick Nook, một map mà Heroic thi đấu cũng không phải là con gà mờ. Ngôi nhà của người Đan Mạch. Nhưng mà Navi thì họ đã có một cái chuỗi là 20 trận đấu bất bại tại map Nook này. Và sau đó bị dập tắt bởi cái tên Vitality thôi. Một kỳ ra quan trọng của cả hai đội. Và nhìn qua một chút với lượng hỏa lực, Heroic đang nhỉnh hơn khi mà vị trí của Kayden đang có ốp. Nhưng rất bất ngờ khi đây là ốp không giáp. Bài rất cục đến từ cá nhân Kayden. Một ốp không giáp. Heroic ở thời gian đầu họ đánh khá là chậm rãi, không đưa ra những cái quả đồ ở giai đoạn đầu tiên. Và bây giờ thì bắt đầu có những cái dự định là muốn chiếm được mid khi mà Refresh đã có một góc ổn định ở cái khu underpass rồi. Simple vẫn đang lựa chọn cái câu chuyện là đi nhảy check và tạm thời thì cũng chưa nhìn thấy ai đâu. Dẫu sao thì Heroic họ cũng đã có cho mình vị trí mid rồi. Những cái giá phải trả thì hai player của họ đã bị câu máu bởi một quả flash cũng như tình huống lắc ra từ chữ Simple.
mà quyết định Heroic họ sẽ đi đâu về đâu đây. Electronic ở đây liệu đã phát hiện ra điều gì hay chưa? Câu trả lời là chưa, nhưng Bit thì đã lắm đồi. Và Electronic đang bắt đầu di chuyển. Và T-Seed biết rồi, T-Seed lấy mạng ngay. Vẫn còn đó là 4 người trên đường Navi và họ vẫn có thể đứng vững được ở round này. 35 giây còn lại và đang stack tận 2 người. Jungle Simple giạt ra dứt điểm T-Seed. Nhưng Kayden đuổi mạng Simple ngay sau đó rồi. Beat một tình huống nhảy lên khu vực ladder và đã có người nhìn ra cái tên Beat này. Nhưng vẫn đang là một lợi thế hơn người cho Navi. Cũng nhất là khi chỉ còn 20 giây nữa thôi. Heroic phải nhanh lên, Kayden muốn bắt người và Kayden bắt thành công cái tên Beat này. Quay ngược với bom Saya thì vẫn có đó tên bom Beat là người trấn thủ của City. 10 giây, thời gian đang trôi đi và chiến thắng đang đến gần với Navi hơn bao giờ hết. Perfecto là người có cho mình cái mạng của Kayden. Như vậy là có một khẩu op free dành cho Simple round đấu sau. Một round thi đấu muốn bóp flash vào nhưng cái timing né flash của Beat thực sự là quá tốt và dễ dàng dành cho anh chàng trẻ có cho mình hai mạng, cũng như là những quả flash ở giai đoạn đầu tiên của vị trí Electronic cũng đã giúp cho vị trí của Simple lắc ra lấy được thông tin cũng như là cấu máu được bổ đúc cũng như là refresh. Và bây giờ thì Heroic họ quyết định sẽ là hát bài trong round thi đấu này luôn, nhưng trông giống là một round thi đấu nó gần như là eco khi mà giáp ba người không có, chỉ có T-Seed cũng như là Borup là những người có đủ tiền lên trong cái giáp 1 mà thôi. Cơ hội để Navi có thể giành về cho mình cái tỷ số 4-0 nó đang trở nên khá là dễ dàng. Nhưng hãy nhớ về round thi đấu số 2 khi mà Navi cũng mất khá nhiều súng và đây là điều không hề có lợi gì cho họ. Navi họ sẽ rút kinh nghiệm. Tôi tin là như thế thôi. Rất hiếm khi Navi mắc sai lầm đến tận 2 lần trong một map đấu cả. Simple vừa rồi thì đã bắt được sút. Một đội hình Heroic di chuyển rất đông người khu middle và đã có một người bò lên connect rồi. Đó là vị trí của anh chàng Borup. Borup nằm xuống bởi cái tên Electronic nhưng mà T-Seed đổi mạng ngay sau đó. Vẫn là một cái thế trận 4v3 lợi thế hơn người cho Navi thôi. Beat đang đẩy ra từ short ra mid và Beat bắn chết Kayden rồi. Người cầm bom đã rơi. Bom Beat làm cho mình đổi mạng và chiến thắng dễ dàng cho Navi thôi. Rất dễ thở cho Navi. Họ không tốn quá nhiều công sức. Đây là một map thi đấu mà Navi thi đấu rất ấn tượng, cả T-Side lẫn City luôn. Chính xác. Và giờ thì đến với cả một cái key round quan trọng của Heroic. Rõ ràng là cái khẩu ốp trong tay Kayden thì chưa bao giờ chúng ta đánh giá thấp cả. Thì dẫu sao thì ở trong cái key round trước đó thì Heroic họ đã có một cái bài ra mid ở khoảng thời gian đó là 50 giây còn sót lại, thành ra cái tham minh để có thể di chuyển vào trong khu bom xe A nó cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Chưa kể đấy họ bị kẹt lại ở khu mid đồ bởi vị trí mid cũng như là những cái quả đồ trả ra để hỗ trợ cho Simple. Và Simple trong round này cũng đang có cho mình góc kê là khá đẹp để tránh những tình huống đối phương giạt vào góc vuông. Và mid đang là người trấn thủ lại đến cái khu vực Cybernet. Và T-Seed lần này liệu phải trả giá hay không đây? Câu trả lời nó đã quá rõ ràng rồi. Tuy nhiên rằng Heroic họ đã chiếm được cục connector. Và Electronic đang là người phải đảm đương cái công chuyện là thủ ở khu vực này. Tuy nhiên vừa rồi Beat cũng đã nghe đến một điều gì đó, muốn lao vào bắn láo nhưng Kayden đã bị trừng phạt ngay. Và lợi thế hơn người dành cho bên phía Navi rồi. Beat có một cái mạng Borup rồi. Một tình huống Beat đã sủi thành công trong khi có mạng trên Borup này. Và chỉ còn sút với cả refresh thôi. Quá khó khăn dành cho Heroic. Họ chiếm được Beat trong sau đó thì gần như bị đội hình của Navi khóa còng. Và từng người nằm xuống thôi. Sút cũng chỉ kịp đổi cho mình cái mạng của bom Beat trước khi nằm xuống giọng súng của điện tràn. Và chỉ còn đó tên Refet là người còn sống. Refet ngã ngay sau đó dưới họng ốp của Simple. 5-0 cho Navi rồi. Một cái khởi đầu khá là thuận lợi dành cho dòng vàng. Còn đối với Heroic thì những cái round thì nó gần đây chiếm mid có vẻ như là một cái câu chuyện tưởng chừng như là dễ, nhưng họ đi vào những cái vị trí quan trọng hơn, đó là connector hay là vị trí của B-Shot thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi nào vì họ luôn đợi sẵn. Kayden cũng đang đưa ra những cái lời giải, những cái ý kiến của cá nhân mình để làm sao có thể khai thông được thế bế tắc dành cho Heroic. Dẫu sao cái đội tuyển đến từ đất nước Đan Mạch này họ thiên về City Side là nhiều hơn, nhưng bên phía T-Side của Heroic thì cũng không phải là một cái bên mà họ bắn kém. Và họ chắc chắn sẽ muốn có được những cái con số đầu tiên và sau đó thì sẽ tích tiến lên khoảng tầm 5 cho đến 6 round. Thì có lẽ đội Heroic họ sẽ hài lòng với cái câu chuyện đó. Đây có một cái mùi Oliver Toang dành cho Heroic. Mặc dù bây giờ tỷ số đã 5-0 thôi, nhưng mà chúng ta để thấy cái cách mà Navi thắng ở những key round trước Heroic
nó gần như là áp đảo hoàn toàn. Đây sẽ là một round đấu mà Heroic chuẩn bị chiến thuật là Hero AK, có Suit là người có AK, và còn lại chỉ là những cầu DE giáp 1. Kayden thậm chí bắn DE không giáp để tiền đấy, nhưng thua round đấu này. Round sau thì Kayden sẽ là người lên ốp. Một round đấu mà Na'Vi vẫn đang bắn rất chủ động ở khu vực middle, đó là vị trí của Beat, cùng với đó là cái tên Electric nữa. Nhưng Electric đang di chuyển ngược về Market rồi. Như vậy là một bắn 3B đến từ Na'Vi, và bên phía của Heroic đang không có ai di chuyển ở bomb side A cả. Như vậy đang muốn đánh một bài mid to B đến từ Heroic rồi. Na'Vi đang có những cái dự đoán bắt bài chính xác trước Heroic. Và bây giờ thì cần những cái quả đồ để ném vào, 4 quả smoke vẫn chưa được sử dụng đến từ đội hình Heroic, và thêm quả flash nữa bắt đầu lắc ra, và Heroic dễ dàng lấy mạng TC với hộ AK tầm xa. Vượt mid, cái giá phải trả Heroic từ nãy đến giờ nó chưa bao giờ là rẻ cả. Simple vẫn đang có cho mình ở góc cây là khá đẹp lên của connector. Thì liệu cái sút đấy không đấy, câu trả lời là không, khi Sus đã có cho mình cái mạng thứ hai, và hai mạng của Sus nếu như tôi để ý nãy giờ đều là những góc bắn phải tay to. Cơ hội đang được mở ra, nhưng nó ngay lập tức bị hạ xuống khi mà Beat hạ gục được vị trí của Sus rồi. Vẫn còn đó là Perfecto của Backside, nhá ra thấy người chủ động sẽ chơi một cách khôn khéo ở trong cục Backside này, dễ dàng lấy mạng Refresh, nhưng Bullrup này đổi mạng thành công. Còn đó là 30 giây để Heroic có thể hạ quả bom này xuống, và nó sẽ được đặt một cách thành công thôi. Tuy nhiên rằng mọi thứ vẫn đang trở nên là khá khó khăn. Beat ở đây đã vào được đi cục shot rồi, bọn đứng khá là cường, nhưng Bullrup sẽ cần phải làm tốt. Nhưng Bullrup không đổi được ai cả, cái lượng máu đã là quá ít ỏi. Còn lại mình Cadian cũng đã lộ vị trí ra theo, thì có lẽ cái án tử nó sẽ đến mà thôi. 6-0 dành cho Na'Vi. Một round thi đấu cẩn thận, nhưng cũng có những cái điểm nhấn đến Heroic khi mà chữ Sus đã có một tình huống bắn tay khá là to khi vả đầu được vị trí Simple. Nếu mà nhắc về play nào bắn tốt nhất của Na'Vi Rover rồi, chúng ta phải nhắc đến công lớn là Perfecto. Một tình huống Perfecto quẩy rất dẻo ở khu vực side B, quẩy bách sai cực kỳ dẻo luôn. Những tình huống nhá của anh ấy mà anh ấy vẫn đổi cho mình được một mạng, sau đó thì bắn yếu luôn cái tên Bullrup. Rất đáng tiếc cho Perfecto khi Bullrup là một viên DE vào thẳng mồm Perfecto luôn. Và tình huống vừa rồi mà Bullrup bắn vào người Perfecto thôi, thì khả năng cao Perfecto có một cái double kill rồi. Bom Cyber hiện tại của Na'Vi đang rất chắc chắn với cái tên đó là Perfecto. Shot thì đã có cái tên Beat rồi. Bom Saya thì là bom Beat. Electronic là người canh nối, còn Simple sẽ là người bắn chủ động. Lần này thì người ra Jungle sẽ là cái tên Beat rồi. Còn Simple đang vắc ốp đẩy khu vực lầu A. Quá nhiều thông tin được đem lại dành cho Na'Vi. Vừa rồi là một viên ốp thực sự rất đáng tiếc rằng cây điển để có thể đem lại lợi thế dành cho Heroic. Nhưng tất nhiên thì vẫn còn cơ hội để làm lại. Nhưng Electronic bây giờ đang trốn một góc cực kỳ là khoai ở cái khu vực Cybernet này. Có thể thấy Heroic từ nãy giờ họ đưa ra rất nhiều cái chủ trương, đó là chiếm mid và sau đó sẽ là liên tục bò vào vị trí jungle hoặc là connector. Và điều đó ấy, Na'Vi có lẽ họ cũng đã đọc ra rồi. Nhưng ở trong ra thế này thì Heroic họ đang để thời gian trôi qua, và vị trí mid thì vẫn chưa chiếm được. Khu vực lầu B thì gần như là không có một cái thông tin gì cả. Nhưng Perfecto chủ động bắn khá là chắc chắn ở khu vực bench, bắt đầu trả ra những cái quả đồ đầu tiên. Một quả smoke connect cũng như một quả smoke che đi khu vực Cybernet. Cũng như rằng Bullrup đang bị đục đẽo vào, và Bullrup giờ chỉ lại 5 HP mà thôi. Một số vô cùng nguy hiểm. Và Heroic trong round này quyết định là tổng lực đánh bom side B rồi. Và Perfecto sẽ cần phải quẩy cực kỳ tốt, phải tốt hơn so với round thiếu trước. Lại chủ động chọn mình góc đứng của cuộc backside, gọi thêm cả Beat về nữa để bắn kẹp chéo. Nhưng bây giờ Perfecto không đổi được ai cả. Giờ lại mình Beat mà thôi. Beat cũng đã ra đi. Cái T-Sit có tình huống bắn tay rất là to. Và giờ thì Na'Vi có vẻ như quyết định của họ đang muốn đi xếp súng luôn ở trong round thế này, khi mà 2B của họ không đổi được bất kỳ một ai cả. Một lựa chọn có lẽ rằng rất hợp tình và hợp lý. Dù Na'Vi còn nhiều tiền, nhưng cứ xếp được những cái khẩu súng này thì nó sẽ tiết kiệm được một cái khoản cực kỳ là lớn ở trong giai đoạn về sau. Đương nhiên rồi, xếp được 3 súng mà chưa bao giờ là thiệt thòi cả. Một rào đầu đánh bom xe B hay của Heroic, và đặc biệt là cái tên T-Sit có những phần tình huống đi tanh, bắn chết được Perfecto trong side, và sau đó đi giạt ra bắn ngay vào mồm Beat. Nói thực sự thì sau khi cái tên Starven không còn, chưa thể bình phục kịp thời để thi đấu cho Heroic, thì T-Sit là một mảnh ghép rất quan trọng trong đội hình hiện tại của Heroic rồi. 1-6, Heroic đã chính thức có cho mình được round thắng đầu tiên. Na'Vi vẫn đang là đội cầm trịch thôi. 6-1 cho Na'Vi. Round đấu vừa rồi thì bom CB họ thủng nhanh quá,
Ở đầu này thì đương nhiên rồi, Simple vẫn sẽ có ốp nhìn lượng tiền của Na'Vi. Chúng ta có thể thấy với cái việc xếp được ba súng, nếu như thua đầu này, đầu sau họ vẫn có thể bài được một cách thoải mái thôi. Và bây giờ có vị trí Electronic đã đẩy được súng của Underpass rồi. Và T-Sit liệu biết được hay không đây, khi mà lao với tốc độ cực kỳ cao và không connect, nhưng mà cái giá phải trả là rất nhanh khi mà Na'Vi đã chiếm được mid. Và bây giờ thì lại kẹt ở khu vực lầu, một quả nét trả ra hứa hẹn sẽ là đau, và đúng là như vậy. Rồi thêm tiếng đục đẽo thì đã có hai cái thương binh phải đứng ở trên khu vực lầu A, một người đã già đi. Simple bắt được thêm bố lúc nữa, một mình cây liền với 21 HP, thì có lẽ là nên giữ khẩu súng trong cái khoảng thời gian 1 phút 25 giây còn lại của cái round thi đấu này. Thực sự thời gian bây giờ nó sẽ trở nên cực kỳ là dài đối với cá nhân cây điền, khi những người đồng đội của anh ta đều đã ngã xuống. Chưa kể là cái quả C4 nó còn đã đang rơi ở cái khu vực đó là trước cửa lầu A. Cho tiền thì chắc cũng không thể nào lấy được. Và sẽ là 7-1 cho Na'Vi thôi. Họ sẽ không bao giờ thâu những cái round thi đấu kiểu như này đâu. Một tình huống mà Heroic đã chạy bài. Một bài nhảy lầu của Heroic ở bombsite A. Rất đen cho họ là người đi bài tờ ngoài mid thì đã bị bắt. Đây chúng ta cùng xem. Electronic đẩy Underpass và bắt được cái tên sút, và sau đó thì thôi. Bữa tiệc Huy Hoàng xác thịt dành cho Na'Vi. Liên tục nết cũng như những tên đạn sấy M4A4 quá khét đến từ cá nhân mid, cũng như cả Electronic nữa. Và đương nhiên chiến thắng dành cho Na'Vi rồi. 7-1 dành cho họ. Kaiden đang cố gắng xếp cho mình khẩu ốp này. Và Na'Vi đang đẩy một tình huống có vẻ như bước qua đời nhau rồi. Cặp đôi đẩy lầu lại không hề trách tại khu vực RAM. Họ nghĩ rằng RAM clear nhưng không, RAM vẫn còn cái tên Kadian. Bởi Kadian chắc cũng chả dám ho dù chỉ là một tiếng đâu. Bit lựa chọn góc đứng nhà đây khá là khéo khi mà chủ động đứng ở khu vực chân lầu luôn. Và Heroic họ sẽ xếp thành công cho mình cái khẩu súng này. Và round sau thì hoàn toàn có thể full buy được. Khi mà cái ta thi đấu chiến thắng đầu tiên của Heroic thì họ cũng không để rơi bất kỳ một cái súng nào cả. Một cái lượng tiền vẫn là ổn áp. Sang đến round thi đấu mới thì không biết có chiến thuật nào đã được đưa ra hay không đây, khi mà những round thi đấu đầu tiên Heroic chủ động chiếm mid mà không thành. Và sau đấy thì họ lại có một bài đó là chỉ gài người ở mid và sau đó sẽ di chuyển khu bom xe B, và điều đó đã thành công khi mà Na'Vi họ tập trung nhiều người ở mid ở trong cái round thi đấu số 8 đó, chính xác là số 7. Nhưng mà ở trong cái round thi đấu vừa rồi là một bài mà tập trung khá đông người ở RAM như ở lầu và để cho một mình T-Sit là người tăng được connector tốc độ cao, nhưng lại không thể nào thành công được. Và bây giờ thì Kaiden lại vác ốp mình đi tanh, cái thương hiệu chúng ta thấy rất nhiều rồi. Mỗi tội bắn thì hai viên ốp gần đây đều là những cái viên ốp hụt. Lần này thì Simple vác ốp ở khu ladder rồi. Một tình huống mà Simple đưa đồng đội stack lên sớm ở ladder. Bombit đang muốn ra ta, Bombit có cái mạng của Refresh và sút đổi mạng Bombit ngay sau đó. Bombit đã kịp đổi một trước khi nằm xuống với họng súng của cái tên sút. Bit ở khu vực connect này là một làm đôi. Cũng tình huống xây AK của Bit nó quá khét, cực kỳ dễ dàng dành cho Bit thôi. 4v2 cho Na'Vi rồi. Liên tục từ đầu súng nổ ra. Và Na'Vi đang tỏ ra trên cơ hơn so với cả Heroic. Rõ ràng lần này không phải là vị trí Electronic là người chấn giữ connector, mà lại là vị trí của bách chọc Bit. Và điều đó phần nào sẽ khiến cho Heroic họ bị bất ngờ. Và mỗi người sẽ một cách bắn khác nhau. Và bây giờ thì bộ đội Heroic họ đang bò trườn ở khu vực Bit đồ này. Perfecto chủ động lùi về để có thể kê lại khu vực lầu A. Nhưng liệu nhá ra được phải nằm xuống hay không đây, khi mà Kaiden cũng đang có cho mình góc kê ốp thẳng ra khu sót là khá đẹp. Nhưng Na'Vi cũng không việc gì phải quá vội vàng cả, họ còn rất nhiều đồ để có thể giữ cái quả C4 này ở nguyên vị trí connector. Và Kaiden đây bắt được Perfecto rồi đấy, nhưng sẽ làm như thế nào đây, khi mà đây là một tình huống bắn kẹp với nhau khu cửa connector. Chưa kể cục chân lầu lại có thêm cả Perfecto nữa, chính xác Electronic nữa. Nhưng ở đây thì vị trí của Sus đã hạ được Bit. Tiếp theo Simple thì cũng phải trượt và sủi được hay không đây. Rất may mắn là Electronic phụ trợ đằng sau và đã sủi được về rồi. Nhưng thời gian chỉ lại là 13 giây để cho những nỗ lực của Kaiden mà thôi. Simple đã sủi qua cái khu vực lỗ đó, thì đồng nghĩa việc sẽ là cái chết. Nhưng mà không, vẫn kịp kéo theo Simple trước khi bị Electronic đổi mạng. Và vẫn là ra điều chiến thắng dành cho Na'Vi. 4v2 bắt mất tới tận 3 súng liền. Và rất may mắn là Na'Vi vẫn là giành được chiến thắng. Heroic trong khó lại lo cái khăn, khi mà họ đã đưa tình huống từ 4v2 về 2v2 rồi. Có lẽ chỉ đến được như vậy thôi. Khi bom rơi quá sâu, một quả bom rơi lưng chừng ở connector, rất khó để có thể đặt được. Có quá nhiều góc phải check dành cho Heroic. Và đương nhiên chiến thắng gọi tên Na'Vi thôi. Sau Refresh khi lên được một round đấu thì đến bây giờ Heroic đang để cho đối thủ dẫn trước 8-1 rồi. Có
cũng phải để một câu chuyện nó refresh thực sự đang cực kỳ là tịt ngòi khi mà anh chàng này vẫn chưa đem về cho mình bất kỳ một cái mạng nào cả. Và cái ADR của refresh ở thời hiện tại cũng chỉ ở con số 17 mà thôi, gần như là đang 4v5 đến từ đội hình của Heroic. Một cái nòng súng chủ lực của Heroic như refresh mà tịt ngòi như này thì bảo sao họ lại cảm thấy khó khăn ở trong cái công cuộc đó là di chuyển lối chơi cũng như là những cái tình huống đổi mạng. Và giờ Kaiden không còn ốp nữa, chủ động vác AK ra. Và lần này thì đã bị đục nhiễu rồi, chỉ còn lại 39 HP mà thôi. Chủ động trả smoke để có thể bay về. Và tạm thời là vẫn an toàn, nhưng mà trước khi ra về vẫn được tặng quả nết. Simple không thuộc 3, có mạng T-Sit rồi. Boomvic vẫn đang chọn góc đứng, thực sự là quá khó chịu đi. Thêm quả nết được nhồi vào. Và giờ thì sút chắc chắn đã lộ mình khu vực lầu A. Nhưng quan trọng đó là Boomvic thì không đổi được ai cả. Tiếp theo Bolop có cho mình cái double kill. Đây là khả năng đi tăng mà chúng ta cần nói đến từ vị trí của trong Bolop. Nhưng vẫn còn đó là Simple ở thùng 3. Biết Simple ở đâu rồi. Và bây giờ Electronic đang muốn đẩy ra để có thể bắt chết đi Kaiden. Nhưng không, mọi thứ đã dừng lại khi Electronic ở đây xấy xuyên smoke hạ ở Bolop thành công. Và Electronic ở đây đang bị bù trong xóa và đổi mạng ngay lập tức khi mà Refresh đã đẩy vào. Perfecto bắt cuộc bắt mạng Kaiden, nhưng tình thế là 2v2. Simple với việc mà anh không lộ vị trí ra giờ đang bò trườn như là một nhẫn giả trong bom xe vậy. Một tình huống bỏ người của Simple. Và Simple có mình cái mạng của sút rồi. Và Perfecto rất điềm với connector. Một pha bỏ người quái của Simple. Simple quyết định trốn và thí đồng đội luôn ở khu vực thùng 3. Và rất may là Simple đã bắn tốt. Đây chúng ta cùng xem lại một tình huống mà Electronic bắn căn tham binh, spam vào quả smoke và chết được người đặt bom là tên Bolop. 9-1 cho Na'Vi rồi. Heroic gần như bị Na'Vi bắn cho không thở nổi. Bên phía T-side họ mới chỉ được một round đấu duy nhất mà thôi, và có vẻ như cục quá rớt bê rồi. Sẽ là một tình huống chạy bài rớt bê đến từ huấn luyện viên của Heroic. Và đây một tiếng stack người lên, Perfecto vẫn chưa để có mà Bolop nằm xuống bởi cái tên Electronic rồi. Double kill cho Perfecto. Có lẽ mọi thứ đã hết. Beat nhảy lên khu vực xe và làm cho mình được đổi mạng. Quá dễ dàng dành cho Na'Vi. Bắn 3B như thế này thì gần như không có cửa dành cho Heroic. Một round thi đấu muốn rất bê nhanh, nhưng đáng tiếc Na'Vi trong một round đấu hiếm hoi họ lại chủ động bắn 3B ở điểm đầu. Và có vẻ như rằng là vị trí Electronic là người spawn đẹp, chủ động muốn bút người lên khu vực lầu B một cách nhanh chóng nhất. Rất bất ngờ khi mà đối phương lại rớt thẳng khu vực bom xe B luôn. Và với ba khẩu súng quá mạnh mẽ của Na'Vi thì họ dễ dàng có thể trấn thủ được khu vực bom xe B, mà chỉ để mất có một mạng mà thôi. Và giờ thì Heroic sẽ đi đâu về đâu đây. Rất nhiều flash được nhồi ra khiến nó Simple chưa thể nào có thể nhảy xuống được. Nhưng bây giờ thì đã có hai mạng Heroic rồi. Bóp flash đẩy ra, Electronic ở đây có một, cần phải làm hai và đã thành công rồi. 3v3, nhưng Electronic chỉ còn lại cho mình 40 HP mà thôi và vẫn có khả năng bị đục vào. Tạm thời đã về được một góc đứng nó an toàn hơn, nhưng Bolop trong thời điểm đó cũng đã đẩy được đến khu vực connector. Liệu có đoán được không đây? Câu trả lời là có, nhưng mà với lượng máu hơn thì Bolop đã là người giành chiến thắng. Bo mới đang cầm trên khu lầu B. Refresh là người bò chạy vào trong xe B và sẽ biết được xe B clear thôi. Bolop phải sống. Bolop đang gây ra được rất nhiều áp lực lên Na'Vi. Cặp đôi còn sống sót của Na'Vi là Perfecto với Bombit. Cái tên Perfecto di chuyển rất hay. Với tôi ngửi thêm cái điều gì đó không thơm. Và hiện đang di chuyển ngược về khu vực under rồi. Xem tình huống móc ngược lên lầu. Lầu hiện tại thì chưa có ai kê cả. Và tiếng nhảy check đến từ vị trí Kaiden tôi. Và Kaiden nhảy hơi cao rồi, nhưng rất may là còn sống. Perfecto với Bombit 2v3. Còn cơ hội nhưng Bombit không được ngã xuống. Một pha sấy hơi chớ của Bolop. Cũng dễ hiểu khi Bombit có một cái quỹ đạo di chuyển nó ngoài cái tầm dự đoán của Bolop. Ở đây thì Bombit bắt được Bolop rồi. Perfecto có với cái mạng của Kaiden trước đó và chỉ có mình Refresh thôi. Bắt buộc Refresh phải tỏa sáng. Một mạng Refresh rồi. Và liệu có double kill hay không đây? Thời gian đang trôi đi. Ủng hộ Refresh quá nhiều. Tỷ số thì nó sẽ là 2-0. Và đây là double kill dành cho Refresh. Một round thi đấu mà ra hụt mid với một cơn mưa flash và khiến cho Simple cũng như Electronic rất khó để có thể bắn nhau được một cách sòng phẳng. Và chưa kể đấy, đến cá nhân vị trí của Bolop với tình huống bò trườn lên của connector tận dụng quả năng mình hỗn chiến được hụt mid là vô cùng tuyệt vời. Tạo ra một cái thế khiến cho Heroic họ dễ dàng đánh hơn. Mặc dù đúng là Perfecto có một pha đẩy là khá ổn áp đấy, tuy nhiên rằng mọi thứ nó cũng sẽ bị chấm hết thôi khi mà đối phương đã vào được bom xe B và đã người nhảy check đó là Kaiden rồi. Và bây giờ thì Na'Vi họ cũng đã trả ra những cái lượng đồ ở cái khu vực mid này khá là sớm để tránh những cái tình huống như ở trong cái round thi đấu trước. Và tạm thời mid lần này thì không hề dễ chiếm như cái round thi đấu số 12 đầu Heroic ạ. Lần này Na'Vi họ đang cử Papatronic là người đi đẩy lên khu vực top mid và đối mặt với anh ta đó là vị trí T-Seed.
Dẫu sao thì mọi thứ của Heroic ở trong round thi đấu này họ không muốn dừng lại cuộc mid nữa, họ muốn thể hiện cho chúng ta rằng là còn rất nhiều bài đánh chưa được lôi ra đến từ Heroic ở trong map thiếu Mirage này. Họ đang tập trung khá đông người ở khu lầu A, nhưng T-Seed thì đã bị hạ gục ở khu top mid rồi. Khó là điều chúng ta biết, nhưng bây giờ thì Boomix ở đây thấy khá nhiều thứ chủ động phải lùi về khu City Cap Bắc mà thôi. Simple đây có tình huống vẩy không được chính xác và đã ngay lập tức phải trả giá. Boomix đổi được một rồi đấy, nhưng tình thế vẫn đang là có lợi cho Na'Vi. Một cái thế trận đúng như gì Việt nói đang có lợi cho Na'Vi. Heroic quyết định tăng luôn vào trong side A rồi, nhưng Beat đi qua quả smoke này và Beat di chuyển hơi khéo léo và nhưng Refet vẫn trích lại và coi cái mặt của Beat rồi. Người đang đứng ở City đó là vị trí của anh chàng bomb Beat. Vẫn đang là một tình huống có người đi móc. Electric đang di chuyển khu vực lầu A. Khả năng cao Defet không đoán được điều này đâu. Nhưng Defet lại đang đứng dưới khu vực chân lầu chứ không phải đứng trên lầu. Bomb Beat nằm xuống bởi cái tên Defet rồi. Electric có mình cái mạng của cây đến đồng nghĩa việc lộ ra vị trí của mình và Victor bắn chết Defet. Một vệt này. Thời gian trôi đi quá nửa rồi, sút có cho mình được cái mạng của Victor. Pro Never Fake đến từ vị trí của Electric nhưng không được, khi sút một tình huống bắn tốt. Cũng phải nói là quả bom đặt quá đẹp cho sút. Lại gáy rồi, lại gáy đến từ cây đền rồi, bị dẫn rất sâu. Nhưng cây đền vừa rồi một tình huống ăn mừng để khích lệ những người đồng đội của anh ấy. Một cái key moment, một cái tình huống chìa khóa rất quan trọng đó là vị trí của Beat. Khi mà anh chàng ấy đẩy lên khu vực stair có một góc đứng nó rất là thông thoáng, tuy nhiên rằng lại có quá nhiều mục tiêu cần phải lựa chọn và Beat không biết phải chọn ai cả. Và chỉ cần một phút giây chần chừ thôi ngay lập tức đã bị hạ gục. Nhưng ở trong round thi đấu này thì hai mạng đầu tiên đã đến rất sớm với cả Na'Vi. Họ lại có cho mình những cái lợi thế ở dạng đầu tiên. Và Heroic cứ tưởng mid sẽ là một cái vị trí nó dễ ăn, nhưng mà từ đầu trận cho đến giờ nó chưa bao giờ là cái khu vực mà Na'Vi họ sẽ bỏ trống cả. Và Perfecto cũng như Simple đang thủ của con CB trượt viên ốp khá là buồn đến từ chịu Simple, nhưng đến viên thứ hai thì không còn cơ hội nào cho T-Seed nữa. Refet vào đẩy ra, Refet đã bắt được Perfecto rồi, còn đó là Simple với sai viết biểu, nhưng mà Simple thì cũng no scope quá là ảo ma, hạ ông được Refet rồi. Giờ đến cây điền với một góc cây chân, chắc chắn cây điền sẽ là người có lợi thế hơn. Biết con người vừa chạy qua đến cuộc backside đó là vị trí của Beat, nhưng giờ là một vét ba, câu chuyện là quá khó dành cho anh già cây điền. Gáy quá to thì cây điền và đợt nhân quả đến sớm quá. Rào đấu trước gáy rào đấu này thì đang 1v4 và đưa ra đưa tình huống về là 1v3 rồi. Bom đang cầm trên người và khá bất ngờ khi Na'Vi không có ai đứng kê bom Saiya cả. Nhưng mà cây đền đang gây ra quá nhiều tiếng động. Chắc chắn điện trà đã nghe thấy tiếng rồi. Sẽ lập tình huống mà Electronic sẽ bách ngược về khu vực City rồi. Bom khả năng cao theo bên phía của Na'Vi sẽ để cho cây đền đặt. Và bây giờ thì Electronic cũng khá là khéo khi chọn cho mình một cái góc đứng. Nó chỉ là kê thôi, sẵn sàng để cho đối phương đặt bom. Và bây giờ nếu cây liền đẩy ra thì khả năng anh nghĩ chỉ có một mà thôi, rất khó để làm hai. Bây giờ bị phát hiện và Boom ấy không để cây liền có bất kỳ một cái cơ hội nào để nhả đạn ra. Và đó là chiến thắng cho Na'Vi. Ra thi đấu ra mid, nhưng mà có thể thấy rằng đây là một tình huống ra mid gần như là chay và không hề có bất kỳ quả đồ nào cả. Chưa kể cái tình huống mà Simple bắn đi qua khu vực short cũng đã có góc đứng đẹp, và cũng như là một pha no scope với cái phản xạ trời cho của vị trí Simple, hạ gục thành công được người đi tăng đầu đó là vị trí của Refresh. Phải công nhận là Na'Vi họ đang có một cái tâm lý rất điềm tĩnh thôi. Thắng nhưng không bao giờ gáy cả. Vẫn là những lời khích lệ động viên nhau. Như chúng ta có thể thấy là ngày thi đấu hôm qua trong cái trận đấu diễn ra giữa Gambit với cả Heroic, thì sau khi Gambit thắng 2-0 thì Na'Vi đã có những tình huống gáy cũng cực kỳ khét đúng không? Có những câu tiếng Nga cái gì đó mà tôi quên mất rồi, nhưng mà cái ý nghĩa của nó dịch ra tiếng Việt thì nó cũng không hay ho lắm. Tỷ số hiện tại đang là 11-3 dành cho Na'Vi trên map pick của đối thủ. Và đây sẽ là round đấu cuối cùng là thi đấu First Art này. Heroic lượng hỏa lực ở round đấu cuối là hơi a đuổi, chỉ có duy nhất Borup là người có AK thôi. Hiện tại thì người đang có số frag cao nhất là Kadian. Kadian mà top frag thì thực sự là rất khó cho Heroic rồi. Perfecto lại chọn cho mình góc đứng mà chúng ta cũng thấy rất nhiều highlight từ vị trí Perfecto rồi. Đi đầu sẽ là Refet và hỗ trợ sau đó Simple. Tình huống vẩy ra mình gần rất tốt, bắn yếu Refet và dễ dàng để Perfecto có được cái điểm kill. Ngay từ Simple cũng đã đem về cho mình một mạng và vẫn là cái lợi thế hơn người. Những quả flash bắt đầu nhồi ra, nhưng mà trước mặt Heroic lại là một quả lửa nó quá là khó chịu đi. Tiếp theo lắc ra thì lại có thêm cái mạng cây điền nữa. Trong thì đấu cuối cùng của lượt thiếu First Sap nó đang diễn ra một cách khá là nhanh chóng dành cho đội hình của Na'Vi. Nhưng cũng là một điều dễ hiểu thôi, Heroic ở trong round thiếu này
cái lượng hỏa lực của họ đang cực kỳ là yếu ớt. Có lẽ sẽ là 12-3 rồi cho Na'Vi. Một tỷ số nó rất khó để thể lệch được. Và bây giờ thì Heroic chả biết sẽ phải đi đâu về đâu nữa, khi họ cũng chả còn smoke. Một flash một lửa thì rất khó để đi tanh vào được. Có vẻ như mọi thứ đã an bài rồi chứ. Lại muốn đánh B, nhưng mà cho dạy thấy còn chưa vào được bom sai B thì ba ông đã rụng rồi. Khẩu ốp của Simple đang phát huy được tối đa công dụng của nó. Simple những tình huống bắn ốp ở khu vực lầu, bắn ốp ở jungle, và đây là những round đấu mà Simple bắn ốp ở khu vực bom sai B. Quá chắc chắn đi. Vừa mới khen thôi để sút bắn chết Simple rồi. 2v4, chưa biết mèo nào sẽ bắn cắn mỉu nào cả. Sót là có người đang tiền bit. Perfecto đang trốn ở bên. Perfecto thao mình tốt ra, có một Perfecto đang có những tình huống lẩn cực kỳ khéo, và bom bit bắn cover dứt điểm đi người play sống sót cuối cùng của Heroic. Và tỷ số sẽ là 12-3. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong khoảng từ 2 đến 3 phút trước khi cặp đôi Caster Hiếu Nghĩa cũng như Caster Việt Đọc gặp lại tất cả mọi người ở lượt thi đấu second half. Так, мам, заколи в центре подвала, да? Смог, кто там? Да, да. Заколи. Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với lượt thiếu second half mà thôi. Một pistol round có lẽ rằng rất quan trọng dành cho đội hình của Heroic, khi mà đây sẽ là cái tiền đề để họ có thể thực hiện một màn comeback. Tuy nhiên rằng điều đó nó sẽ không là dễ dàng một chút nào khi đối mặt với họ là Na'Vi, một trong số đội tuyển mà CT hay là T-Side map thiếu Mirage này bắn đều là ổn, chứ chưa cần nói đến nó là hay. Và trong cái round thiếu này thì Na'Vi họ đang tập trung người ở khu bom xe là khá đông, và Beat cũng như Perfecto là những người di chuyển cùng underpass. Thì Sus vừa rồi đã hạ Electronic để có thể mở thông được cái khu vực lầu A. Và tạm thời thì Na'Vi họ đang có những cái sự thay đổi nhất định khi quả bom của Boomix cũng đã được di chuyển về, và để một mình Simple sẽ là người di chuyển và bò chuyển khu vực Ram lên bom xe A.
Beat đã được có vị trí đứng đẹp và liệu có nhảy lên Django hay không đây. Một góc đứng để bắt người ở short, nhưng Borup, Borup thấy cái chòm đầu bao vây tôi, bao vây tôi bắn vào mồm Borup luôn. Cân bằng về người cho cả hai đội rồi. Bom được chuyển hướng cầm về khu vực lầu B. Và sẽ một tình huống muốn đánh bom sai B đến từ Heroic thôi. Nhưng chính xác là nào vì muốn đánh bom sai B, nhưng Heroic đã có động thái mà chỉ để mình cho cái tên đó vị trí của Tizit là người solo B chẳng. Khi bây giờ thì Refet đang phải quay ngược lại kề khu vực răng gồ móc rồi. Và giờ sẽ là đánh bom sai B thật sự rồi. Refet nhảy check liên tục và tạm thời người thấy mùi không thơm, chủ động chọn cho mình góc đứng chỏm đầu. Và đây là góc đứng đẹp khi mà Na'Vi không hề có flat, bắt đầu di chuyển vào khu vực lầu B và sẽ tiến vào bom sai B thôi. Thấy được cái chỏm đầu T-Sit rồi. Và T-Sit có mà Boomix vẫn còn đó, Refet ở khu vực bên. Tuyên rằng vẫn chưa cần phải lộ ra, bắt đầu đã nhảy xuống được rồi. Tuyên rằng mọi thứ Na'Vi cũng cần phải nhanh chóng, thời gian cũng là quá nhiều, nhưng hai mạng đã thuộc về Na'Vi, cơ hội được mở ra là vô cùng lớn. Kaden là người duy nhất back về đến khu vực market, còn Sút ở đây muốn di chuyển về bom sai B đã bị hạ gục bởi vị trí mid. Quá khó để cho vị trí Kaden khi ngày thì hôm nay đối mặt với anh ta là một Na'Vi hùng mạnh thì toàn phải vào trong cái tình thế 1v3, 1v4. Cái cơ sở nào để Kaden cái clutch đầy. Sút cũng vừa mới nằm xuống xong, chỉ có mình Kaden thôi. Kaden vừa biết rằng có một người ở jungle, anh ấy vẫn sợ sau lưng có đi. Nhưng bây giờ thì Beat đã nhảy về đến tận khu vực B-Shot thôi, và Beat làm cho mình được đôi mạng. Mặc dù đó là một round đấu mà Sút đã đem lại lợi thế hơn người từ rất sớm cho Heroic, nhưng chỉ với cái việc mà Borup là người canh jungle chết thôi, nó ảnh hưởng đến quá nhiều đến đội hình của Heroic. Khi mà người ở khu vực market đó là vị trí của Refet phải liên tục quay ra để kê ngược lại khu vực jungle vì sợ một tình huống địch có thể móc ngược từ jungle về bom sai B. Và khi mà Na'Vi đã cử được cái tên Beat có vị trí đứng đẹp ở jungle thì có quá nhiều thông tin báo về dành cho Na'Vi rồi. Viên scout lại là một viên trượt, viên thứ hai cũng là hụt luôn. Rõ ràng là ngày tiên hôm nay những viên úp của cái điền tạm thời nó đang có những cái độ chính thác không được tốt cho lắm. Bây giờ T-Sit lại chọn cho mình góc đứng nhảy check thôi, bắt đầu ném nết ra, nhưng đây là một quả nết nó chỉ khiến Simple khó chịu. Bắt đầu tràn vào rồi, một quả lửa trả dạ khá là khó chịu. T-Sit đấy bắt được cái chữ Beat và thấy được cái cổ chân và Perpetual dễ dàng ở đầu T-Sit, nhưng vẫn còn đó là Kaden, nhưng cầm khẩu scout đứng backside lấy đâu ra cơ hội cơ chứ. Mọi thứ nó vẫn đang là có lợi cho đội hình của Na'Vi. Trả thêm quả smoke nữa đến từ Perpetual, và Simple ở một góc máy khác cũng đã bắt được thêm cả vị trí Sus nữa. Có lẽ sẽ là 14-3 cho Na'Vi mà thôi. Heroic trông giống là họ chuẩn bị hết hope ở trên map pick của chính mình rồi. Tôi đã ngửi ra cái mùi Oliver toang từ cái lúc mà tỷ số 5-0. Và bây giờ thì có vẻ như nó là sự thật rồi chứ không phải là cái mùi nữa. Đây chúng ta có thể thấy những tình huống giạt ra của T-Sit cũng cực kỳ tín, nhưng Na'Vi rất bình tĩnh. Họ không có những tình huống tăng ồ hạt vào bom sai B. Sau khi đợi tín hiệu flag của đồng đội thì Perfecto bắt đầu mới nhảy tăng và check góc cực kỳ kỹ. Cũng phải nói rằng là bom sai B là bom sai mà Perfecto quá hiểu rồi. Anh ấy cũng là người KB cương, KB chính của Na'Vi ở map thi đấu Mirage này. Có lẽ Heroic họ sẽ cần phải tập trung hơn ở map thi đấu thứ hai, chứ map thi đấu đầu tiên cá nhân mình nghĩ cũng đã gần như là chấm hết với các thành viên bên phía team Heroic rồi. Thua hai cái Piston và first half bị dẫn quá sâu như thế này thì chắc những ai lạc quan lắm thì mình nghĩ đến cái câu chuyện là Heroic có thể vào được đến lượt thi đấu overtime. Ui, OT luôn á. Đấy, em bảo lạc quan lắm thì mới nghĩ được overtime. Và round này của Heroic thì sẽ là một round thi đấu mang tự trưng là eco thôi. Borup với việc refresh cũng như là có những cái lượng tiền nhất định thì có cho mình, đó là lục cũng như là giáp. Không để làm gì cơ chứ. Và những cái đồng đội chỉ là những khẩu USP. Những cái viên đạn đầu tiên của Na'Vi nó đã cấu được một lượng sát thương là khá tốt. Thậm chí là Simple gặt được cái đầu của Sus nữa cơ. Khó, thực sự là rất khó dành cho bên phía của Heroic rồi. Còn thực sự bây giờ cái khó khăn nhất của Na'Vi họ gặp phải là bao giờ họ dứt điểm trận đấu này. Có phải là bây giờ luôn không? Hay sẽ là một lúc nữa? Để tí nữa lại có một cái thông báo là một cái kiểu đầu mới trong mùa đông này mà rất thịnh hành, đó là undercut. Kaden rất điểm thì Simple, Electronic dễ dàng có cho mình cái mạng của Kaden. Electronic làm cho mình được 3 mạng mà T-Sit cầm USP như thế này thì no hope. Chắc chắn là như thế thôi, Beat chơi góc quá cẩn thận. 15-3 rồi. Và liệu rằng Na'Vi có dứt điểm trận đấu luôn hay không đây? Chiến
thấy đối phương lộ ra thôi thì cũng là vào tay những cái khẩu súng của pro player, chứ đừng nói là những player của Na'Vi. Cái độ chính xác của nó trở nên là vô cùng uy lực. Và giờ thì Refet đang cầm trong tay một khẩu AWP, một cái chiến thuật double op đã được đưa ra. Và cái khẩu op của Refet sẽ được đứng ở khu vực nào đây? Chủ động muốn nhảy ra khu vực mid và chọn cho mình góc cây cương ở khu vực connector hướng ra top mid và gọi thêm ở cây điền nữa. Và khu vực mid này sẽ trở nên khá là khó chịu cho Na'Vi, nhưng Na'Vi round này muốn đánh vào khu vực bom xe A. Và bom xe A có vị trí của Bolop cũng như là Sus đang là người nhảy check ở cái khu vực đó là CZ Ticket Box. Bolop thì bắt được cái tên bom mid ở khu vực ram rồi. Lợi thế hơn người chơi Heroic. Na'Vi đang chậm lại. Và không tìm có bắn nhồng hơn nữa. Bây giờ thì chuyển sang kê đẩy và Bolop đang muốn đẩy nhưng mà đối thủ của anh là Simpo. Simpo rất đơn giản, dứt điểm đi Bolop. Tôi ở đây thì Refet bắt được mid nhưng Refet nằm ngậy. Ngay sau đó giọng Super Vector. Cây lần đổi mạng Vector thành công thì Vector đó là 3 vết đai. Lợi thế hơn người cho Heroic. Hai op của Heroic cũng đã tạo ra được sự bất ngờ rồi. Tuy nhiên rằng sẽ cần phải làm được nhiều hơn thế nữa khi mà họ đang là người phải đi cứu những cái matchpoint. T-Seed đẩy được khu vực lầu B và chuẩn bị chọn cho mình một cái góc đứng đẹp ở dưới chân anh ta thôi, không ai khác chỉ có Simple. Một góc kê đang là như đã đề cập, nó sẽ là một góc kê đẹp. Nhưng quan trọng rằng là Na'Vi, hai player còn lại của họ sẽ đi đâu về đâu đây? Còn cho mình hai smoke, hai flash và một quả nade nữa. Và có vẻ như hai bộ đôi mà chúng ta hãy đặt tên nó là gánh kèo 1 và gánh kèo 2 chủ động muốn di chuyển ra khu vực mid. Tuy thời gian hãy để ý, chỉ còn lại cho mình là 25 giây mà thôi. Cần phải nhanh chóng trong cái quyết định của mình cũng như những cái bước di chuyển. Hai ông hack đi cùng với nhau là có vẻ như khó dành cho Heroic rồi. Rất may mắn là ở khu vực bom xe B thì cái T-Seed đã đẩy được lầu B. Rất nhiều thông tin T-Seed báo về và T-Seed bắt chết được cái tên là Electric. Một tình huống spam và smoke của T-Seed yếu được Simple. Simple có 18 HP thôi. Rất bình tĩnh mặc dù lộ ra vị trí đứng từ trước đó rồi. Cũng quả phát bụng ra vào Simple. Sấy thì hơi chờ. Và chiến thắng dành cho Heroic. Tỷ số tạm thời thu hẹp xuống còn 4-15. Anh nghĩ rằng tỷ số phải khoảng tầm 16-6 là đẹp nhất nhỉ. 6 lệch. Nơi phong thủy một tí. Nhưng mà nếu như các bạn mà vẫn còn nhớ thì đã có cái thời điểm là Na'Vi bắn với cả Heroic. Và trong cái ngày thi đấu đó, trong cái trận thi đấu đó thì Heroic là một đội tuyển bắn cực kỳ là ghê. Matthew Inferno, chính xác là Matthew Mirage này. Chính xác. Khi mà dẫn đến một cái tỷ số nếu mình nhớ không nhầm là 15-6 hay 15-7 gì đấy. 15-7. Em nhớ là khoảng 9 đến 10 cái matchpoint mà Na'Vi cần phải cứu. Và họ, à đúng rồi, 10 cái matchpoint, và họ cứu được 9 cái. Thì xong đến cái 10 thì bị gãy. Thế là thành 16-14 dành cho Heroic. Nhưng ngày thì hôm nay thì mọi thứ nó sẽ khác biệt hoàn toàn khi mà đội đang phải đi cứu đó là Heroic cơ. Cứu matchpoint là 9 map pick của mình thì nó quả thật cái điều gì đó. Nó rất khó khăn cho Heroic, nhất là khi đây là 11 cái matchpoint. Một series matchpoint dành cho Na'Vi. T-Seed đẩy được lầu B. Nhưng mà ngay sau quả sốc thì thôi có người. Đó là vị trí của Pavento. Và có vẻ như T-Seed sẽ lùi lại và chọn cho mình một góc đứng an toàn. Một đội hình bắt bài bắn 3B của Heroic. Và chỉ để mình cái tên Sút là người trấn tụ cuộc lầu A thôi. Khi mà Sút đã đẩy được lầu A rồi, người đang kê lại cùng Jungle đó với chiếc cây đường và Refet thì bắt được Pavento. Double kill Refet. Electric bắn chết được T-Seed rồi. 4 vết 3. Triple kill cá nhân Refet. Họng ốp của Refet vẫn đang phát huy được cái tối đa cái công dụng của nó. 4 vết đài, quá nhiều lợi thế dành cho Heroic. Một góc đứng trên cục lầu A của Sus như thế thì rất khó beat, có thể bắn chết được. Và bây giờ một mình Simple trong một tình huống 1 vết 4 liệu xử lý được hay không đây? Jungle có người đó là vị trí của cây điền. Và Sus thì là người trên cục lầu A, chắc chắn đã bị lộ ra rồi. Bây giờ di chuyển vào Jungle có lẽ sẽ phải nằm xuống khi mà không thể đoán được cây điền ở cái vị trí mà tôi vừa nói trên. Refet với việc với khẩu ốp làm 3 thì đã khiến cho Heroic trở nên dễ chơi hơn rất nhiều. Một cái lối chơi mà cũng khá là mới lạ. Chúng ta thường thấy trong Refet này sẽ là người cầm trong tay đó là cái khẩu rifle M4A1S và sau đó sẽ là đi đẩy ở khu vực ARAM hoặc khu vực lầu B. Nhưng ngày thì hôm nay chơi cho mình một cái phương án nó thụ động hơn một chút, nhưng cái độ hiệu quả của nó ít nhất cho thời điểm hiện tại nó vẫn đang là ok. Và Na'Vi họ sẽ bị đẩy vào cái thế đó là phải eco. Perfecto đẩy ra lần này đã có tình huống trả thù ngọt ngào, bắt được cái đầu Refet rồi. Nhưng giờ cũng chưa thể vào được cũng bom xe B khi một quả lửa sâu được trả ra từ vị trí của Refet.
tạm thời vẫn còn đó là Perfecto ở đây, nhưng khu underpass Kayden ở góc cây là rất đẹp. Liệu Beat có thể làm được như những gì mà Perfecto đã từng làm ở thời gian trước hay không? Cái gì thì cái, thu eco thì thôi. Nó quá bết bát. Vừa rồi thì một tình huống mà Perfecto chạy thẳng ra khu vực lầu B và bắn một viên đạn duy nhất vào mồm Refet. Có vẻ như Perfecto cay quá rồi. Beat thì đang kê đây. Và đương nhiên bên phía bên kia thì có người đi đẩy vào đây. Tôi cứ ngỡ rằng Beat sẽ có mạng, nhưng đó là một tình huống mà Beat sấy đi e chứ không phải là bắn đi e nữa rồi. Và bắn yếu được Brook một chút thôi. Brook vẫn còn cho mình hơn nửa máu. 4 vét 4 cân bằng về người. Rất nhiều thông tin được đem lại từ vị trí của Brook sau khi anh ấy đã đẩy thành công khu vực underpass. Bây giờ thì Perfecto đã nhìn thấy cái nòng súng hay chưa? Đấy, câu trả lời là chưa. Nhưng điều đó không quan trọng với Brook. Đã có cho mình ngay lập tức mạng Perfecto. Những cá nhân Simple cũng đã đem về cho mình một điểm kill. Tạm thời là 3 vét 3. Hoàn toàn thể chặt cái khẩu M, chính xác là khẩu AK-47 vừa được rơi đến từ vị trí của Brook. Nhưng mà Na'Vi khoảng thời gian đang là cận kề và họ đang muốn đánh vào cục bom xe B. Kayden đã về đến nơi rồi. T-Sick đang bị yếu nhảy, nhưng mà vị trí Kayden phản xạ rất tốt, có cho mình mạng. Tiếp theo thì T-Sick cũng đem về cho mình đó là 2 kill để giúp cho Heroic chiến thắng ở trong một round thi đấu như đã đề cập từ trước, đó là dễ dàng. Kayden thì không được làm gáy nữa rồi. Lên được round thắng thứ 3 thì gáy to lắm. Và bây giờ thì mặt Kayden cũng có vẻ như đã chấp nhận số phận. Khi mà map thi đấu đầu tiên này thì Na'Vi đang gần như đè đầu cưỡi cổ cái tên Heroic. Họ có quá ít cơ hội. 9 cái match point phải cứu nữa, nghe thôi đã thấy nản rồi. Thì làm gì còn sức để mà cứu đây hả Heroic ơi. Một round đấu mà Na'Vi đã muốn free mid. Liên tục những quả smoke của Heroic được trả ra để ngăn chặn những bước di chuyển của Na'Vi. Những tình huống spam và quả smoke đến từ Na'Vi. Và đang rủ nhau đẩy khu vực Ram chăng? Nhưng đang có một người kê lại rồi, đó là Electronic. Electronic biết có một người ở khu vực bồn hoa và đang có một cái ý định vô cùng độc ác, đó là đẩy ra để pick. Liệu Sus có chiến thắng được Electronic hay không đây? Mà góc đứng ở khu vực bồn hoa này là góc đứng hoàn toàn có thể lắc ra và pre-fire vào đầu được. Và chúng ta hãy cùng xem hai player này đang hold rất lâu khi mà Electronic đang có vẻ như xin flash thôi. Muốn đợi, đúng rồi, đang muốn đợi xin flash đó. Quả flash tốt, double kill dành cho Electronic rồi, mở cửa khu vực bom xe. Đó không phải là một quả flash nó ở khu vực trên cao mà lại là quả pop flash ngay ở trước cửa khu vực Ram, và điều đó khiến cho những cái góc đứng của Refet cũng như là vị trí của Sus nó trở nên phế hoàn toàn. Và giờ lại đảo ngược đánh lại khu vực bom xe B. Nhưng từ từ khi chỉ có một mình Perfecto đang người tanh vào mà thôi. Bunny là rất nhiều. Nhưng T-Sit đang bắt đầu lắc ra và T-Sit đây dễ dàng hạ được Perfecto. Nhưng liệu có biết người trên lầu A không này? Câu trả lời là có rồi. Nhưng đây là Beat. Và Beat ngay lập tức hạ được T-Sit thành công. Boomix đứng ở đây thì có rời bố đất cũng không thể đoán được cờ. Và một mình Kayden lại trong một tình thế đó là 1v4. Có lẽ rằng chúng ta đã kết quả rồi. 16-6. Đúng như riêng Hữu Nghĩa đã dự đoán sẽ thuộc về Na'Vi. Một round đấu mà không thể thấy. Electronic anh ơi, quá quái. Một quyết định an toàn thôi. Họ đợi những người đồng đội mình về và búp quả flash, và Simple có quả flash búp. Quá trắng. Quả flash búp trên cao khiến cho bên phía của Heroic gần như mù hết rồi. Một quả flash búp vào khu vực tường cực kỳ trắng luôn. Kayden giỏi lắm, làm được đôi. Và đương nhiên 16-6 dành cho Na'Vi. Vị trí đứng của Electronic nó đã là cái điểm nhấn cực kỳ lớn ở trong cái round thi đấu số 22. Và đó cũng là một round thi đấu mà Na'Vi thực sự quá dễ chơi. Nhưng nhìn về toàn cảnh trận đấu thì cũng là một cái chiến thắng cũng không quá là khó khăn. Khi ngày thi đấu mở màn, ngày thi đấu thứ hai thì Heroic cũng có một phong độ không được ổn cho lắm. Vâng, và chúng ta đã có kết quả rồi. 16-6 dành cho Na'Vi. Gần như họ hủy diệt hoàn toàn cái tên Heroic ở trên map pick của đối thủ map Mirage. Đó coi như là một cuộc trả thù ngọt ngào cho Na'Vi đi. Khi mà cũng tại map Mirage này thì Na'Vi cũng đã để thua cho Heroic ở những lần gặp nhau trước đó. Rõ ràng là có những cái vấn đề mà Heroic họ sẽ cần phải cải thiện hơn rất nhiều ở trong map thi đấu thứ hai, trong map thi đấu đền đúc. Và đây là một map thi đấu mà có lẽ không cần phải nói quá nhiều về Na'Vi nữa, khi mà đây là một map thi đấu mà cái tỷ lệ chiến thắng của họ gần như là 100% và chỉ đả bại, chính xác là bị hạ gục bởi một cái tên nhất, đó là Vitality. Nhưng dẫu sao thì cái câu chuyện đó nó sẽ là câu chuyện ở tương lai sau khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì bộ đội caster cũng xin phép cho anh em đó là có thể nghỉ ngơi một chút để trước khi đến với cả map thi đấu thứ hai trong cái trận thi đấu BO3 ngày hôm nay.